Chào anh em nhé. Hôm nay tiếp tục review cho anh em cây tre của anh Huỳnh Kim Sơn. Đấy, cái đọt lon mới này, lách này nó ra được tầm 15 cm rồi các bạn ạ. À, cái đọt trên này ra tầm 20 cm, hơn 20 cm rồi. Cho nên là mình phải nghiên cứu để mình demo lại những cái cây, những cái nhánh này nhé. Trông thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà thực tế ra để mà tạo ra một tác phẩm tre mà chơi được đẹp khá là thành công. Mình sẽ chuyển cái camera check cái này tí. Thì những cái nhánh mà nó ra được khoảng tầm 20 cm như này. Chắc là các bạn xem rất là nhiều người tạo tác bonsai bằng kẽm, nhưng mà chưa thấy ai tạo tác bonsai bằng tre, chưa ai tạo tác bonsai tre cả luôn. Thông thường thì là cái cây tre mà uốn nắn được nó là nó hơi bị mất nhiều thời gian. Không sao, với niềm đam mê thì chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục xây dựng cái ý tưởng của chúng ta làm sao cho nó phù hợp nhất. Cố gắng mình hút cái phần kia, hút cái màn tre này xuống. Sẽ viết cái màn tre này cho nó tạo ra một cái độ cong.
sự cơ yếu tạo ra một tác phẩm được. Thì những cái mình chưa được đốt đi. Các bạn để tầm 3 nhánh này. Ba bốn nhánh này thôi. Nó mà nhiều quá như ở dưới này là chúng ta bấm đi. Đấy, và tìm khách chúng ta bấm đi. Bấm bớt những cái mảnh tre
Đúng rồi mình. Cái mày bên dưới này, cái phần bên dưới này ta phải lên xử lý ngay. Thế bây giờ triệt để những cái rất nhiều những cái mày che này, nó là phần chỗ đấy. Như các bạn nhìn thấy rất nhiều luôn, các bạn tỉa bớt đi nhé. Chất tiểu để hết đi, để hết cái này, những cái này đang còn này. Thank you.
Rồi ok. Tạm thời nghịch kia thôi. Đấy. Cắt tỉa những cái mày đi. Cái mày ngon nó ra nhiều những cái cạnh của các bạn, cái tay các bạn cấu đi. Đây. Ví dụ như cái chỗ này nhiều quá. Nhiều từng cục kia. Các bạn đi cầm tay các bạn bẻ đi này. Bẻ đi mà không được, nó cứng quá thì các bạn kéo. Xử lý đi. Kéo này các bạn cắt, cắt thịt sâu nó vào. Sau này nó thành lưu. Chào anh em nhé.